Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh ghi kích thước trong AutoCAD. Thì đầu tiên á là mình mở bản vẽ lên ha, bản vẽ lên mình thấy có chữ Star Win nè, mở AutoCAD lên đó, có chữ Star Win đó. Mình chọn như một template ha, mình bấm mũi tên sổ xuống, mình chọn lại là hệ No Template Matrix ha, bấm vô đây, Template Matrix. Rồi, lý do tại sao mình chọn hệ Matrix? Vì ở Việt Nam mình á, mình dùng hệ Mat ha. Còn mặc định á, AutoCAD lúc mình cài đặt á, nếu mình không biết cài thì mặc định nó sẽ load tải vô cái hệ in. Hệ in thì hệ in có bất tiện là khi bạn tải thư viện ở trên mạng về đó, thì khi mà chèn vô AutoCAD đó, thì nó phải phóng to là 100 lần mới 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 sử dụng được. Còn hơi nó nhỏ xíu à, mà mình không thấy. Do đó thì bao giờ cũng là một là chọn cái template là hệ matrix, hai là bạn gọi lên MVSUP. Nhớ là lúc nào cũng vậy, phải vậy là hệ mét à. Rồi thì để ghi được kích thước ở trong AutoCAD đó, thì đầu tiên mình phải thiết lập lệnh ghi kích thước. Thì trước mắt mình thử trước đi ha, mình thử chứ mình đo trước coi sao à. Bấm REC nè, REC vẽ một cái rectangle trước ha, bấm một điểm rectangle. Rồi ví dụ mình kẻ đại mấy cái đường này đi ha, kẻ đại thôi, kẻ đại. Rồi bây giờ mình ghi kích thước trong đây. Kích thước bằng cách là mình vô cái tab là trên menu nè, Annotate nè ha, Annotate ha, tab thứ ba. Mình có thể bấm ở đây cũng được nè, đây cũng có nè ha, đây có. Bản thân cái tab Home của AutoCAD 2021 cũng có nữa. Mình bấm đây cũng được. Rồi đầu tiên là Linear, Linear. Hoặc là bấm vô đây là Grid Multi-Tile of dimension within single command section, có nghĩa là không cần bấm hai điểm ha, mình chỉ cần chọn cái cạnh nó tự động nó đo đó, vô cạnh này nè ha, đo đó đo, nhưng mà đo cái này không chính xác ha, nên mình chọn là linear này ha. Đầu tiên linear, linear là đo kích thước qua hai điểm ha, có thể đo ngang cũng được, đo đứng cũng được ha. Rồi bấm linear ha, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, nắm kéo ra kéo ra, kéo từ vị trí mong muốn kéo tới vị trí mong muốn nào đó. Thông thường của mình á, mà nếu mình vẽ tỷ lệ 100 á, thì mình di chuyển này mình kéo lên 1200, nhưng mà do cái hình này mình vẽ là nhỏ nè, thì trước mắt là mình tạm thời mình biết cái vị trí nhắm chân thôi ha. Còn sau này mình vẽ bản vẽ cụ thể, mình sẽ gõ cái khoảng cách này gõ 1200. Thì lý do tại sao 1200 thì sau này tới cái bài học đó mình sẽ thích cho mấy bạn ha. Rồi bấm đây điểm đó, linear ha. Rồi tương tự như vậy bấm tiếp nè, dimension nè, linear nè ha, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai bấm vào, rồi bấm rồi nhớ là buông chuột ra nha, không có giữ con nút chuột nha, rồi di chuyển nè đó, thì nó đo được điểm thứ hai là đường đứng có nghĩa đường đứng đường ngang cũng như nhau hết. Rồi tiếp tục bấm nè, bấm điểm thứ nhất nè, bấm điểm thứ hai nè, bấm kéo nè, lúc mà kéo xuống muốn bằng cái điểm này thì di chuyển con chỏ chuột ha, bắt vô nearest ha, bắt bắt điểm nearest đó, bạn này thì nó bằng mép ha. Tương tự vậy bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo xuống bắt cái đây ha, enter đó. Rồi đó là linear. Còn tiếp theo là đo kích thước align, là đo xiên ha. Giả sử mình có một cái tam giác đi này ha, tam giác đây M8 lên bọn này ha. Rồi mình muốn đo gần xiên, nếu mà đo gần xiên á mình vẫn dùng là linear đó, linear mình đo thử nè, điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, không mình đo không được, một là nó đo thành cảnh đứng này, hai là nó đo kéo lên đây à, chứ không đo được xiên được, thì do đó mình phải dùng align ha. Align này là đo được xiên, đo thứ xiên cũng như là linear ha, cũng bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, nắm kéo ra ha. Rồi tương tự vậy thì đo đường ngang á, đường đứng là linear nè, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo ra enter lặp lại lệnh, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo ra đó. Rồi tiếp theo muốn đo kích thước góc thì sao, thì đây bấm vô ha, bấm vô mũi tên sổ xuống ha, chọn là angular, thì angular chọn buộc mình chọn hai cạnh ha, cạnh thứ nhất nè, cạnh thứ hai nè, bấm kéo ra thấy không, thì góc này là 52 độ nè. Rồi chọn là angular ha,
Angular nè, ống cạnh thứ nhất nè, ống cạnh thứ hai nè, ống kéo ra nè, à, bấm thảm độ. Đó là cái thước gốc. Rồi tiếp theo là đo chiều dài đoạn cong, đường cong ha, bấm chữ A, à, vẽ một đoạn cong bất kỳ, điểm nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, đó. Mình muốn đo chiều dài đoạn cong này thì bấm vô là arc length ha, arc length. Rồi, thì arc length mình chỉ cần chọn cái đường cong thôi, mình không cần bấm hai điểm ha, chọn đường cong này, nắm kéo ra nè ha, thì nó cho biết chu vi của đoạn cong là 125,28 nữa ha. Đó. Rồi tiếp theo là đo bán kính, à, bán kính và đường kính ha. Bấm chữ circle, gõ circle ha. Đó. Rồi bấm vô nè, bấm tên sổ xuống nè, chọn là radius, radius. Bấm đây, bấm kéo ra ha. Di chuyển con chỏ chuột nè, di chuyển đến vị trí bất kỳ, bấm cái mũi tên nữa là nó xác định đó, vị trí đó. Đó ha, thì nó ra R bằng 20,24 này không. Rồi tiếp theo đo đường kính thì sao? Đo đường kính thì bấm vô diameter ha, cũng vậy, chọn cái cạnh đường tròn, ha, di chuyển chuột, bấm điểm bất kỳ đó, thì nó ra là phi, phi nha, bán kính là R, radius đó, còn đường kính là phi 40,48 này không. Rồi tiếp theo là ordinate và chalky, à, rồi chalky trước đi ha, rồi ordinate mình tính sao, à, đầu tiên vẽ cái circle nè, à, rồi chalky thực chất là cũng đo bán kính thôi, à, nhưng mà cái này thường bên cơ khí họ dùng, chứ ở bên kiến trúc hoặc nội thất mình không có dùng cái này ha, chalky, à, rồi đầu tiên là chọn cái đường tròn hoặc đường cong, à, chọn đường cong, à, sau đó di chuyển cái vị trí con chuột ở bên ngoài, à, tới vị trí mình muốn đặt cái chalky đó, ví dụ đặt ở ngoài, đặt đây nè, à, đó, bắt đầu sau khi di chuyển quá mình có thể kéo dài ra, kéo dài vô nè, hoặc kéo dài ra cái đường này, à, kéo dài ra đây, đó, cũng được, mình kéo dài ra đây cũng được, thì do cái chữ này lớn nè, mình gần giờ mình đặt xa tí nha, chalky nè ha, chalky, đầu tiên là chọn đường tròn ha, rồi chọn một điểm đặt xa đây một tí, xa ha, mình nắm kéo vô nè ha, nắm kéo vô, thì cái vị trí này vị trí đặt test nè, ha, kéo nè, test, đó. Là lúc di chuyển chuột thì nhớ là buông chuột trái ra cho không nhớ giữ nha, mình chỉ di chuyển thôi ha, tới vị trí mong muốn á, vô đây đi, giữ ý rồi bấm đèn cái ha. Rồi còn vị trí nè, bắt đầu mình di chuyển chuột tiếp nè, vị trí nè, kéo ra nè, kéo vô nè, đặt cái đó là xong, chắc gì thì này bên cơ khí họ hay dùng chứ bên mình không dùng ha. Rồi thử một lần ha, chọn chắc gì ha, đừng tròn lớn hơn tí đi, tại cái chữ này nó hơi to. Rồi chắc gì ha, chọn đường cong nè, chọn đường tròn nè, à, rồi đặt cái vị trí mong muốn nè, vị trí sang ngay đây ha, đó, thấy không? Rồi kéo nè, kéo tới đây, ví dụ tới đây là dừa nè, dừa, bấm cái, rồi di chuyển cái dấu này, di chuyển cái dấu vuông đó, bấm đây, thấy không? Rồi xong, đó là chắc gì? Đó rồi tiếp theo là phần ordinate, ordinate cũng là một cái lệnh ở trong cơ khí ha. Ví dụ ở đây họ họ có thí dụ cho mình nè, ở đây này nè, họ đo cái tấm tem, tấm tấm kim loại mà đục lỗ á, ví dụ mình nói gọi một cái tấm kim loại đục lỗ đi ha. C. Rồi circle, circle đây. Đây circle đây ha. Rồi, tiếp tục circle đây. Tiếp tục circle đây ha, vậy. Thường thường ra tấm loại đục lỗ nó có một một loại đó, đường kính mũi, đường kính lỗ khoan ha, thì mình đây đó, dùng vậy đi ha. Rồi thì bình thường á mình sẽ đo như sao ha, bằng cách đo linear, bình thường sẽ đo linear nè, linear nè, rồi từ mép này nè tới mép này nè, bao nhiêu nè, đo lên ha. Rồi từ mép này nè tới này, cho đo chiều ngang, còn đo chiều đứng tới mép này nè ha, đo ra không, đó tương tự vậy ha, từ mép này tới bên này đo ra, à, từ bên này tới bên này đo vô, từ đây từ đây đo ra, rồi đây từ đây đo lên, à, rồi đây từ đây nè đo ra, à, khoảng cách từ cái lỗ này tới cái mép á, tới mép mép cạnh của cái tấm đó, rồi mình đo vậy.
thì nó rất là nhiều kích thước, nó nhìn rối mắt ha, thì người ta mới chuyển qua cái công cụ là Ordinate. Ordinate giờ mình chọn này, mình đọc tạo là đổi màu cho dễ phân biệt ra, đổi màu đi ha, ra rồi. Rồi bây giờ mình copy cái phần này ra, copy phần này ra đó. Thay vì mà đo mà với nhiều số đo vậy á, thì người ta dùng cái Ordinate này, đây Ordinate này ha, Ordinate người ta đo, đo nó đơn giản hơn cái đo linear. Có điều cái lệnh Ordinate này á, thì cái biểu tượng offset á, nó phải đặt gần ngay cái vị trí này, chứ không nó phải tính từ góc offset. Giả sử mình đo cái này nè, đo từ cái tâm này ha đến cái vị trí này, vị trí này đó, thì nó ra số 105, mà thực tế mình đo nè, từ ghép này ra là 38,5 này, thấy không, thì nó không đúng. Nó tới tính offset đó, mình phải về offset đi. Về offset bằng cách nào? Về offset bằng cách là chọn cái offset này ha, chọn này, bấm vô nó thì nó hiện cái trục màu xanh đấy, nó hiện mấy cái nút màu xanh nè, bấm vô nút màu xanh ngay góc tọa độ không không nè, bấm vô đây, mình di chuyển phát vô endpoint chỗ này ha, đó ở đây. Lúc này mình dùng ordinate rồi, dimension ordinate rồi, cũng chọn cái tâm đường tròn ha, rồi chọn cái cạnh bên phía này, chọn cạnh này đó, đó ra 18,7,5. Rồi tương tự vậy, chọn cạnh này, rồi cạnh này ha, 18,7,5. Rồi nhìn đây nè, 18,5, mà 18,5 là cái trục này mình đo đường đứng, đo đường đứng có nghĩa là cho chủ yếu nằm ngang, thấy không? Ở đây nè, 18,5 từ bừng tròn này tới cạnh đứng, thì đối với lệnh Ordinate thì nó nằm ngang nằm đứng vậy. Tương tự gì đo 21,97 nè, thì thay vì đo đường đứng nè thì đây đường này nằm ngang, Ordinate như vậy. Rồi tương tự gì mấy cái khác ha, vậy Ordinate tiếp ha, Ordinate tiếp nè, bấm đây nè đường đứng, bấm đây nè Enter là lệnh nè, bấm đây là đường ngang. Đó, tương tự ha, bấm này nè đường đứng, bấm này đường ngang, bấm này đường đứng, bấm này nè đường ngang, thấy không? Cái lệnh ordinate á, thì mình nhìn cái cách thể hiện mà ở trong đây nè, do sơ này mình thấy nó đỡ rối mắt hơn, thấy không? Nó chỉ có một đường chỉ ra thôi, cho biết cái khoảng cách từ tâm này tới mép này là 38,5, giống như đây nè, 38,5 này, thấy không? Đó, 38,5, nên nhớ là mặc dù đo kéo đây mình nó không phải khoảng cách từ đến đây nha, mà đo ngang thì có nghĩa là cái số mà được cái đường nằm ngang á, nghĩa là đo cái số nằm đứng, còn cái đường nằm đứng á, đo số nằm ngang, nhớ là vậy nha, thấy không? Thôi mình lộn mấy cái số đó ha. Đó là cách dùng Ordinate. Rồi hồi nãy giờ là mình chỉ ở trên cái thanh công cụ, bây giờ mình có lệnh tắt của nó ha. Rồi tạm thời mình xóa hết mấy cái này, xóa dimension đi ha, xóa dimension, dimension hết. Rồi tạm thời biến mấy cái này thành màu đỏ hết ha, đổi màu lại thành màu đỏ hết. Bây giờ dễ quan sát. Rồi thay vì mình đo cho đây nè, thì mấy cái vạch xong cũ nó không có cái trong cụ chỗ này á, thì bạn có thể vô cái menu là Annotate ha, thì ở đây nè nó cũng có này, không Dimension nè, bấm mũi tên chỗ xuống nè, nó cũng có chức năng tương tự vậy ha. Rồi bây giờ đầu tiên là linear ha, linear là linear, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo xuống. Nhưng mà thay vì bấm hai điểm để đo rồi đó, thì lúc mình đo kích thước tiếp theo á, thì ở đây nó có chữ continue này, thấy không, continue nè, mình chỉ cần bấm tiếp điểm, bấm tiếp điểm nữa là xong, thấy không, nó rất đơn giản. Thì continue. Rồi muốn đo đường tổng á thì mình làm như sau ha, đường tổng thì chủ cho continue này nè, nó có mũi tên sổ xuống này, không mũi tên nhỏ nhỏ nè, bấm này nè, bấm nó sổ xuống nè, nó có chữ baseline này ha, đường tổng. Thì khi đo đường tổng á, một cái thước nó nhảy ra thì mình enter một cái, mình chọn được cái thước thứ nhất ha, mình bấm vô cái endpoint của cái hình thứ hai, nhảy ra cái thước đường tổng ha. Rồi bây giờ thay vì là mình sử dụng cái công cụ ha, thì có lệnh tắt của nó, rồi mình xóa này ha. Rồi lệnh tắt như sau, ví dụ dim linear, linear đo ngang nó đứng á, thì bấm là DLI enter, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo xuống, xong làm lại ha, DLI đi ngắn á, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo ra, xong.
Rồi. Dim continue là bấm D, C, O, Enter. À, Enter là nè, chọn một cái đường kích thước để mình muốn continue cái đường đó. À, bấm đây. À, bấm đây. Enter. Đó. Nào. Rồi, tương tự vậy, muốn đo đường tổng nè. D, B, A. Dim base nè không? Dim baseline nè. D, B, A ha. Enter. Khi enter xong thì enter lần nữa rồi mới chọn cái đường giống thứ nhất, đường giống thứ hai thì bấm vô cái hình, bấm cái hình chứ không bấm vô đường kích thước nha, bấm vô cái hình nè, đó, enter, nó ra được tổng ha. Tương tự vậy đo đường xuyên thì D A N L A N cái là dim align á, enter, đó, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm kéo ra, rồi lại muốn đo đường cong ha, đường cong thì D A R dim arc ha, dim arc. Rồi, muốn đo bán kính thì D D D R A ha, đo bán kính là D R A, đo bán kính là ha. Còn muốn đo đường kính là D D Y ngắn ha, D Y ngắn, ha. Rồi. Muốn vẽ cái dấu cộng ở ngay tâm á thì D C E là dim center ha, dim center. Chọn vô. Đó, nó vẽ dấu cộng ngay tâm. Rồi, còn gì nữa? À, đo góc. À, đo góc này D A N dim angular ha. Chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai. Bấm kéo ra thấy không? D A N enter, chọn cạnh thứ nhất, chọn cạnh thứ hai, bấm kéo ra ha, bấm điểm. Đó là đo kích thước. Rồi, vậy bây giờ muốn chỉnh kích thước thì sao? Ha. Rồi, cái kích thước này nó có liên quan mật thiết với lệnh test ha. Thí dụ ở đây mà nó là 100.49 nè, nó có hai số lẻ ha. Bây giờ mình muốn thành một số lẻ thôi thì sao? Thì bắt đầu thiết lập nó ha. Thiết lập nó nè. Bấm chữ D. D enter. Rồi, bắt đầu vô ha, mặc định là tên là ISO 25 nè. Mình có thể bấm phải rename nó được. Ha, rename cũng được. Làm để luôn cũng được ha, rename nè, rename đi. Tỷ lệ nè. 100 chẳng hạn vậy. Enter. Viết in hoa đi ha. Cái bút tỷ lệ 100, enter ha. Rồi, bấm vô modify để hiệu chỉnh nó. Rồi, ở đây có 5 cái phần để hiệu chỉnh chính nè, hai cái phần sau không quan tâm ha. Ở bên cơ khí họ dùng, mình chỉ quan tâm 5 cái phần đầu này thôi ha. Đầu tiên là tab line. Ở tab line này á thì á, là ở phần dimension line là chính là cái đường kích thước. Đường kích thước đường nào? Đường này nè, đường mà có hai mũi tên gọi là đường kích thước. Còn cái phần mà extension lines đó, là đường giống. Đường giống là hai bên cái đường này nè, không hai bên này gọi là đường giống ha. Rồi đầu tiên ví dụ mình không thích cái kiểu mũi tên này, vì cái kiểu mũi tên này là của ở bên cơ khí ha, chứ không phải bên nội thất kiến trúc. Nội thất kiến trúc thì ít cái nào dùng mũi tên lắm, mà dùng dấu tích ha, dấu xuyên xuyên á đó. Thì khi mà kiểu mũi tên á, bạn thấy cái phần này nó mờ nè, nó mờ, nó bị không, nó không sửa chỉnh được nè, không là bạn thấy cái phần này nè, nhìn vô cái hình nè, hai cái độ ló ra của cái đường giống nè so với đường kích thước nó có một khoảng, nhưng mà cái đường kích thước này nó ló ra thì nó không có. Lý do là nó không có là do là nó kiểu mũi tên thì nó không có cái này, thành ra cái này bị mờ đi. Thì bây giờ mình qua phần symbols arrow nè, không đó, nó đang là close field nè, cái kiểu mũi tên đang close field ha. Thì mình bấm đây, mình chọn là architectural this ha, chọn đây. À, thì khi mình chọn đây á, mình quay lại đây nè, thấy không? Mình thấy là cái chỗ này nó hiện lên cho mình rõ nè. À, thì ở phần này extension line đúng không, là extend beyond dim line là 1.25, có nghĩa là độ ló ra của đường giống này nè, chỗ khoảng này nhỏ nhỏ nè so với đường kích thước á là 1.25. Thì ở đây mình cũng gõ 1.25 luôn ha, 1.25 luôn. À, để cho nó đồng dạng, hai bên nó đều nhau. À, nhưng mà thông thường theo kinh nghiệm của mình á, thì mình là 1,5 ly. À, 1,5 ly là in ra 1,5 ly đó. À, 1,5 ly. Nhìn nó bắt mắt hơn ha. Rồi. Rồi, baseline spacing. Baseline spacing nè, ha. Thì nó là khoảng cách giữa cái đường kích thước nè, thứ nhất nè, với đường kích thước thứ hai nè. Thì bạn thấy, bạn nhìn vô bạn thấy nè, hai cái đường kích thước này nó đang sát với nhau nè. Nó bị trùng cái chữ số đường kích thước rất là xấu. Thành ra thường cái đường này á, chúng mình nói tại sao nó ngàn hai, ở đây mình gõ là 6 nè,
6 thì lúc đó là ở đây là 6 ly, 1200 là 6 ly á, là ra tỷ lệ bồ hùng 3. Thì như mấy bạn biết tỷ lệ bồ hùng 3 trong thiết kế là một tỷ lệ đẹp ha, nên bao giờ mình chọn cái tỷ lệ đó ha. Ở đây 1200, đây 600 ha. Thì đây mình gọi số 6. Rồi tiếp theo mình có thể đổi màu cái đường kích thước của đường giống. Thì ở phần dimension slide nè, đổi màu nè, đổi màu vàng. Đường giống là cũng đổi màu vàng luôn ha. Bạn nhìn bên đây nè, nhìn cái ô bên đây nó thay đổi theo này không? Đó. Rồi, tạm thời mình ok trước ha, ok trước. Ok nè. Close ha, thấy không? Thì đây nó thay đổi theo. Tuy nhiên cái khoảng cách này không thay đổi. Nó không cập nhật, bắt buộc phải đo mới nó mới cập nhật cái này ha. Là mình xóa đường này đi. Rồi mình gõ nè, DBA enter. Ha. Khi để BA enter thì bắt đầu nó nhảy một cái chỗ khác. Tại nó không biết bắt đầu từ đâu thì enter một lần nữa ha. Enter xong mình có thể trong cái đường cái thước này là mình chọn cái đường giống này cũng được, mà đường giống chỗ này cũng được, đầu hoặc cuối ha. Đây mình chọn đường giống đầu đi ha, đầu xong di chuyển ra nè, bấm vô enter chỗ này nữa đó, enter, thấy không? Lúc này bạn thấy cái khoảng cách này nè, nó đã thay đổi này ha, nó không bị cái chữ này không bị chồng lên đây nữa. Rồi vậy là ta đổi được dấu tích kiểu mũi tên này ha, đổi được cái màu sắc của đường cái thước và đường giống này, ha. Rồi tiếp theo bây giờ ta đo, ta không muốn có số lẻ này ha, thì bấm vô D là viết tắt của dim style á, vô đây rồi bấm vô modify tiếp. Rồi cái tab đó là liên quan tới tab premier units ha, cuối cùng nè, thấy không, chỗ mục precision nè, nó có hai số cho phân lẻ nè, đây mình chọn một số thôi rồi bấm ok, bấm close, thấy không, ở đây nó chặn lại rồi ha, chặn rồi. Thì lúc này là mình có thể là làm chẳng lại, chẳng hạn như ở đây 62 nè, 53 nè, mình dùng lệnh set nè ha, kéo giãn nè, set kéo giãn đó, từ đây qua đây gọi là 7 chẳng hạn vậy, thì số này 60 nè, không chẳng nè, 62 nè, set nè, kéo giãn nè, từ đây qua đây nè, gõ vô 2 nè, thấy không, nên chẳng 60 lại, tương đương 65 nè, S nè, gõ vô là 35 nè, kéo giãn nè, đó, thì nó cho chẳng 100, đó, thấy không, cái số này chẳng hết, ha. Rồi tiếp theo ta vô tiếp, ví dụ ta thấy cái chữ số của thước này nó hơi bị lớn, hay mình chỉnh nhỏ lại tí ha, bấm vô D ha, bấm vô modify, thì liên quan tới cái test ha, cái test này nè, test đó, test này nó 2.5 nè, mình gõ vô là 2.2 thôi, 2 ly 2 là in ra vẫn thấy ha. Rồi với lại mình nhìn cái chữ số của thước nè, nó có một cái khoảng cách ở giữa cái đường cái thước này với cái chữ số này ha, chỗ này nè, đó, thì nó liên quan cái chỗ này nè, offset from dim line, thì cho mình cho là 0. Hồi nãy là 0.2, 0.6 mình cho 0.5 thôi, cho nó dính vô tí xíu nữa ha. Rồi ok, bấm close, thấy không? Đó, nó nhỏ lại. Ha. Rồi cái mũi tên nó cũng vậy nè, mũi tên nó tích nè, mình thấy nó lớn là mình muốn cho nó nhỏ lại nè ha, bấm cái D, modify, rồi vô cái symbol này nó rose, chỗ đây nè, mũi tên mà tới 2.5 lớn quá là cho 1 thôi. Rồi bấm ok, bấm close. Rồi, thấy không? Cái mũi tên nhỏ lại. Rồi bây giờ cái khoảng cách này, khoảng cách từ cái điểm mà cái thứ mình bấm vô á, nó gọi là cái chấm bon, tới điểm này nó khoảng cách nó nhỏ quá. Thì khi mà in ra nhiều khi nó mình không phân biệt được cái hình với lại cái đường cái thước. Thành ra mình muốn tăng cái khoảng cách này lớn lên, thành vô đây ha. D. Modify. Modify. Rồi. Cái khoảng cách đó chính là cái vô cái tab lines này ha. Rồi ở đây nè, offset from origin. Ở đây thường mình cho là 2. Ok ha. Bấm close. Thấy không? Khoảng cách nó xa ra. Khoảng cách nó xa ra. Đó, lúc này mình dễ nhìn hơn. Còn nếu chưa dễ mình xa nữa, vô đêm nè, tiếp nè. Modify nè. Khoảng cách này mình cho là 5 luôn. Nghe hàng vậy 5 nè. Ok, bấm close. Thấy không? Nó xa ra nữa. Đó, thì nó không bị dính vô cái hình này. In ra dễ quan sát. Rồi. Sau khi mình chỉnh hết thông số là mình thấy là cái thước nó nhỏ nhỏ, mình muốn chỉnh không cần chỉnh từng cái nữa, muốn chỉnh hết tất cả cái luôn thì sao, bấm vô ha, D rồi modify, modify rồi tiếp nè, bấm vô tab fix đó, chỗ view overall scale up là 1 nè, mình chỉnh cho nó lên thằng 5 chẳng hạn vậy, ok bấm close. Thấy không? Thì toàn bộ cái số cái thước nó nhảy lên đều hết ha, lớn đều hết ha. Này lớn quá, thành ra mình vô chỉnh lại, nó lên 2 thôi là vừa. Modify nè, chỉnh này lên 2 nè. Ok, bấm close. Đó. Đó, cách chỉnh tỷ lệ tàn cục ha, tàn cục nó lớn đều hết.
À, nhưng mà theo mình thì hồi nãy là vừa rồi ha, là mình chỉ giữ một thôi, một thôi. Ok, bấm close. Rồi còn cái phông chữ này, phông chữ này là một nét xấu quá thì muốn sửa thì sao? Thì nó liên quan tới cái lệnh style ha, thì mình bấm vô dim thử là mình kiểm tra nè, bấm chữ D nè, enter nè, bấm modify nè, vô cái phần test. Cái gì test liên quan test này, cái test style đang sử dụng là standard này ha. Đó, thì mình coi là cái style standard đang dùng cái phông nào. Bấm lệnh style ha, ST, lệnh style là bài học trước mình đã học rồi ha, ST nè. Rồi, thấy không? Standard nè, nó đang là phông là TT này không? Mình bấm đây mũi tên sẽ xuống, mình chọn chữ A là Arion nè, là phông 23, apply, bấm close. Thấy không? Cái số nó đẹp hơn. Rồi, nhiều bạn đó thì nhớ là lệnh style này đó, mà lỡ mình thiết lập cái chiều cao trong đây nè, thì khi cái dimension đó mình chỉnh không được ha. Giống như mình cái lệnh style mình thiết lập chiều cao nó là 3 đi, apply cái close nè, rồi bấm vô dim nè, bấm vô modify nè ha, rồi bấm vô test nè, rồi bấm test hay nè ha, nó bị mờ, chỉnh không được nữa. Ở đây nhiều khi có những rất nhiều bạn là bị lỗi là không biết tại sao chỉnh được cái chiều cao này hết mà nó bị mờ rồi đúng không? Thì nhớ thì lúc đó cái lệnh style á, ST này nè, thì nhớ là cho nó về cái chiều cao này bằng không. Bằng không, apply, close. Thì lúc đó vô đây mình mới đổi được ha, modify nè, test nè, thấy không, cái chỗ này mờ lên nó rõ lên cho mình rõ. Ví dụ như 2.5 chẳng hạn, vậy 2.5 tăng lên, ok, bấm close, thấy không, nó tăng lên ha. Đó là vậy, test. Rồi bây giờ sẽ có những đường kích thước nhỏ, mình có chuyện gì xảy ra ha. Mình copy cái hình này đi, copy cái hình này, có những cái hình nó nhỏ thôi. Đó, ví dụ cái tường chẳng hạn, cái tường nó nhỏ nhỏ vậy đó, coi chuyện gì xảy ra ha. Rồi bấm nè, dim linear ha, DLI, enter, bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, nắm kéo ra, rồi bấm DCO, don't continue ha, DCO, enter, 1 2 3. Ở cái này không tính nổi nhỏ, nếu mà nhỏ nữa xóa đi, nhỏ nữa delete đi, bình thường rồi, copy nè, copy nhỏ nữa. Lâu lâu mình sẽ gặp những cái lỗi nhỏ này ha. Rồi bấm tiếp nè, DLI, bấm đo. Ở thấy không, thấy cái số cái thước nó nằm ngoài không ha, DCO. Đó, tiếp tục, thấy không, nó nhảy thành mũi tên ha. Đó, vậy trường hợp này sao, gặp trường hợp này thì sao? Đó, nó gặp gì nè. Đó, khi gặp trường hợp này thì mình phải chỉnh chỉnh trong đây ha, D nè, modify nè, modify này ha. Rồi vô tab fix ha. Đó, tab fix nó có phần là always keep test between extension line, là luôn giữ cho chữ số kích thước nằm giữa hai đường giống ha. Mình chọn đây, bấm ok, bấm close, thấy không, thì nó nằm giữa hàng giống đi, không bị nhảy lung tung, nhớ là chọn cái đó. Rồi nhưng mà mình đo vậy nè, nó dính nhau này không, thì mình muốn nè chọn chữ này nè, cách khoảng cái mình chọn cái ha. Rồi này là 1 nè ha, này là 2 nè ha, này là 3 nè, này là 4 nè, này là 5 nè, này là 6 nè. Đó, rồi mấy chữ này nè, sau khi mình chọn xong á, cách khoảng cái chọn cái thì bấm cộng chôm số 1, cộng chôm là số 1 ha, để ra cái bảng properties này nha. Thì ở phần cái mục là test này, thấy không, đây một test này nè, một test này nha, một test này nè. Đó, nó có chữ test box vertical, nó đang ở bô nè, thì bấm đây, mình bấm mũi tên sổ xuống, mình chọn là below, đó nó nhảy xuống dưới ha. Đó, thì để cho người ta dễ đọc chữ số như vậy đó, chứ thôi nhìn liên tục thì nó thành một giả, người ta đọc không được ha. Rồi về cái dấu tâm, dấu châm DC này, nó một dấu cộng, nhưng mà khi mà bên phía trước á, họ dễ trục á, nhiều khi họ dễ trục cộng lớn như nè, thì liên quan tới cái này D nè, bấm vô modify nè, bấm vô symbol này, row nè, đây nó có dấu mắt, thấy không, dấu mắt thì mắt là 25. Bây giờ mình chọn cái line nè, line nè, ok, rồi bấm close ha. Rồi mình gõ nè, DCE, dim center nè, chọn vô, thấy không, thì lúc này nó ra dấu cộng, thì người ta vẽ cái trục bên dưới chút, họ hay vẽ kiểu cái này ha. Rồi đối với lệnh trigger với lại
Shocker với Organic nè, mình không có dùng mình tắt ha, mà bên cơ khí nữa là mình không có sử dụng cái này nhiều, lại cái đó thôi. Rồi tiếp theo giả sử bây giờ mình có một cái hình rectangle ha, kích thước là 20,20 ha, 20 rồi, mask scope này đi, MA mask scope nó ha, màu đỏ nè. Rồi copy ra ha. Rồi cái hình này là tỷ lệ 1%, hình này tỷ lệ 1/50 thì sao, mình scale ra gấp đôi đúng không, scale ra hai lần nè đó. Rồi tiếp nữa copy một cái hình khác nữa, rồi mình scale tiếp, scale nè, chọn nè, bấm nè, gấp đôi nữa, có nghĩa là hình này tỷ 1/25 ha, có nghĩa là có ba hình, một hình là tỷ lệ 1%, một hình tỷ lệ 1/50, một hình tỷ lệ 1/25, thì làm sao mình đo được mà ba cái kích thước giống nhau. Rồi mình đo thử ha, DLI từ đây lên đây nè 20, từ đây đây nè 40, thấy không, từ đây đây nè 80 đó. Nếu mình đo ra 80 là sai rồi à, thì làm sao mình đo cái này vẫn ra 20, tại vì do tỷ lệ cái hình lớn mà, nhưng mà kích thước thực sự nó có 20 à, thành ra mình phải chỉnh cái tỷ lệ này nè cho nó về kích thước đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình đã vô lệnh dim style tiếp ha, bấm chữ D enter. Rồi tại đây mình tạo new ha, new nè, mình chọn là tỷ lệ 50 ha, continue, bấm vô continue ha. Rồi tất cả các thông số nãy giờ mình chỉnh á, mình giữ nguyên hết, mình chỉnh duy nhất là vô cái tab premier units này nè, nó có chữ scale factor ha, chính là tỷ lệ cục bộ ha. Phần fix này là tỷ lệ toàn cục, view overall scale up là tỷ lệ toàn cục, thì chỉnh cái này là tất cả các con số kích thước mũi tên nó nhảy đều hết, riêng cái này thì nó chỉnh về tỷ lệ ha, scale factor tỷ lệ. Thì đối với tỷ lệ 1/50 á thì mình gọi cái này là 0.5. tại sao mình biết 0.5 thì mình lấy thôi à, tỷ lệ 50 á là mặc định là nếu 1% thì mình thay số 1 vô ha là 50 ha, 50 chia 100 là 0.5 ha, là 1/50. Rồi bấm đây 0.5 ok ha, bấm close ha. Rồi đo thử lại nè, DLI đo lại nè, thấy không, nó ra 20. Rồi, tương tự với 1/25 cũng vậy, bấm dim ha, modify ha. Rồi dim rồi bấm tạo new ha, bấm new nè, tạo đường cái kiểu cái thước mới nè, rồi chọn là tỷ lệ 25 và bấm continue. Rồi cũng duy nhất vậy, chỉnh cái số scale factor thì thôi, ở đây là 0.25 à, có nghĩa là lấy 25 chia 100 à, tỷ lệ 100 mà, thì lấy 25 chia 100 thì ra 0.25 à. Rồi bấm ok, bấm close à. Khi mình chỉnh xong nó tự động nó cái kích thước hiện hành nè, children style là tỷ lệ 25 luôn, mỗi lần mình chỉnh cái gì đó, tự động kích thước nó tự hiện hành ha. Rồi bấm đo nè, DLI bấm nè, 1, 2, nắm kéo ra đó, ra 20 ha, có nghĩa là tỷ lệ 100 nè, tỷ lệ 50 nè, tỷ lệ 25 nè. Rồi vấn đề đặt ra đây á, thì làm sao mà những cái thứ mà lỡ ghi rồi nhưng mà muốn biến nó thành cái thứ này thì sao? Thì một là dùng lệnh mask drop ha, MA mask drop nè, mask property là sao chép thuộc tính của nó đó, enter, chọn cái thước cường sao chép và chọn thước đến, theo nó nhảy theo tương tự vậy ha, enter là lệnh này, chọn thước cường sao chép, chọn thước đến, nhảy theo đó. Nhưng mà trong bản vẽ của mình nó rất nhiều cái thước thì sao, u lại ha, u lại, không lẽ chỉnh từng cái vậy rất là lâu. Hay là có một cách là mình bấm vô đây nè, giả sử cái style thì là 1/25 đang hiện hành này, thấy không, thì mình bấm vô đây ha, update này, không update, rồi chọn cái này enter, thấy không, update. Rồi chọn tỷ lệ nè là 1/50 đang hiện hành này ha, rồi bấm vô chữ update ha, chọn đây, thấy không, update đó. Thì thành ra trong bản vẽ có nhiều tỷ lệ, nhiều cái hình mà tỷ lệ nó bị chữ nó nhảy vậy là mình có thể là chọn một lúc luôn, mình chỉ cần bấm update là xong ha, với điều kiện là cái style này phải hiện hành nha. Rồi vậy là phần kích thước ở đây là xong ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, chúc các bạn thành công ha.